Hôm 1 tháng 6 năm 2021, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng đã có mặt kiểm tra một thẩm mỹ viện tổ chức khai trương, tập trung nhiều người bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong đó, có cả một số nghệ sĩ, người nổi tiếng không đeo khẩu trang, không khai báo y tế. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đáng chú ý là trước đó, fanpage của thẩm mỹ viện này có đăng bài viết hé lộ những nghệ sĩ sẽ có mặt tại buổi khai trương ngày 2 tháng 6. Trong đó có Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Ngọc Thảo, ca sĩ Hồ Quang Hiếu, diễn viên Quốc Cường. Chính điều này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc vì việc tụ tập tham gia sự kiện nhiều người tại thời điểm dịch bệnh căng thẳng bị cho là thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Ngay trong tối 2 tháng 6 năm 2021, Hoa hậu Ngọc Hân đã có bài đăng trên trang cá nhân, khẳng định cô đã từ chối tham gia sự kiện khi có lời mời do tình hình dịch Covid-19 phức tạp. Người đẹp trình bày, thời gian vừa qua, Hân có nhận được lời mời tham dự khai trương từ thẩm mỹ viện Minh Châu Asian tại Bảo Lộc ngày 2 tháng 6 năm 2021. Do đã có thỏa thuận từ trước và theo đó thẩm mỹ viện có thể sử dụng tên tuổi và hình ảnh Hân để quảng bá trước cho sự kiện. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến hết sức phức tạp, nên Hân đã quyết định từ chối, không tham gia sự kiện của thẩm mỹ viện tại Bảo Lộc ngày 2 tháng 6 vừa qua. Hân xin phép thông báo đến khán giả và những người yêu mến Hân, hy vọng cả nước sẽ cùng chung tay đoàn kết và thực hiện tốt những quy định của chính phủ để Việt Nam sớm chiến thắng dịch bệnh. Chúng ta có thể sớm quay lại cuộc sống, công việc như bình thường. Á hậu Ngọc Thảo cũng phủ nhận việc tham dự buổi lễ khai trương tại đây với lý do tương tự. Do tình hình chuyển biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nghị định giãn cách xã hội của chính phủ, nên ekip của Thảo đã trao đổi với thẩm mỹ viện là Thảo sẽ không tham dự sự kiện ngày 2 tháng 6 này và Thảo chưa từng có mặt tại đây.